Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2018. Thì theo yêu cầu của rất nhiều bạn điện đến đây là yêu cầu tôi test chi tiết cái bộ dàn Kenworth A97 lỗi đình đám của clip hôm mùng 4 tháng 6. Thế nhưng cũng xin lỗi các bạn, bộ đó tôi đã bán rồi cho nên cũng không kịp test chi tiết. Thì hôm nay dàn của tôi về rất đông, chủ yếu là các loại dàn có loa lóc và loa súp đây. Đấy, rất là nhiều. Đấy, loa lóc, loa súp rất đầy đủ. A97, A68. Và ngoài ra còn rất nhiều bộ A85 này, tôi chưa kịp bóc ra. Thì lại cũng sẽ khất với các bạn ngày mai. Nếu như rồi thời gian, tôi sẽ bóc 4 bộ A85 này ra để test cùng các bạn. Thì đây là các cục giữa và loa của nó, tôi chưa kịp bóc. Và là ở trong cái này, đây này, tôi hẳn còn để tạm ở đây, thế chưa kịp có thời gian bóc thì các bạn thông cảm. Thì hôm nay tôi cụ thể cái clip ngắn này, tôi sẽ test chi tiết cái bộ dàn Kenworth A97 mới về để cho các bạn tham khảo. Thì trước mắt các bạn đây là bộ dàn Kenworth A97. Bộ này giới thiệu các bạn đây là bộ hàng xuất cho nên cắm điện 220 và chạy đĩa to, đĩa LD. Và hiện nay bộ dàn của tôi mới về nhưng tôi test đang hoạt động rất là tích cực. Tức là cả 5 thớt hoạt động tốt, loa mới, không một vết xất sát. Thì bây giờ tôi sẽ làm nhiệm vụ quay gần vào chi tiết từng bộ phận của bộ dàn Kenworth này để các bạn nắm được. Trước hết tôi xin giới thiệu với các bạn hai cái loa đây, gọi là hai cái loa nóc này. Đây còn loa nóc này. Ốc nhái còn vàng ươm, mới, không vấn đề gì. Đây, và loa công suất của nó đề là 8 ohm 60W. Đấy, các bạn nhìn cho kỹ. Rồi, đây là loa bên phải này. Đây sang đây loa bên trái này. Còn lại lật loa bên trái này. Đây là ốc. Đấy, ốc áp và ươm. Các bạn nhìn. Đấy. Đấy. Chữ nghĩa rất rõ ràng. Đấy, cũng ghi 8 ohm 60W. Đấy, đây là hai loa center nhá. Thế tôi lại tháo vị trí. Thế đây là tôi sẽ quay cho các bạn bát bên cạnh này, một bát bên trái này và loa của nó này. Đấy, tôi xoay luôn cho các bạn để xem. Đấy, loa 12M chính đời của nó. Đấy, loa chung này, loa tép này. Thế còn đây là cái loa trầm mà tôi ghép vào. Thì cái loa trầm thì tôi sẽ giới thiệu sau, bởi vì loa trầm một đôi đây thì bạn nào thích thì mua mà không thích thì thôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng Kenworth A97 thì âm thanh của nó cũng không cần trầm. Đây là loa bên phải này, 12M. Các bạn chú ý là đời hàng xuất của nó là 12M nhé. Còn nội địa là nó chỉ 10M thôi. Đây là loa bát, loa chung, loa tép, loa lọc. Thôi không cần sợ đâu. Ở đây quắc các thớt này. Đây là thớt trên cùng. Quắc hiện nay là thớt đĩa đang sáng này. Đấy, các bạn để ý của quắc rất sáng. Thớt đây quay đang hoạt động. Đấy, cũng quắc rất sáng. Đây thớt radio thì không nói rồi. Đây thớt âm ly cũng không nói nữa. Thằng này thì nó sẽ có công năng chỉnh bát chét ở đây. Đấy, hai cái chỉnh bát chét. Ngoài ra nó còn số một số những cái công năng dùng cho tác động cho âm thanh trầm hoặc những cái âm thanh nghe sâu tiếng dùng thì ở vị trí này. Các bạn về các bạn chỉ việc chỉnh thôi. Đấy, thế và thước dưới cùng là cassette này, quắc rất sáng. Thế bây giờ tôi sẽ test phần đầu tiên. Thì tiện thể là đèn đang nháy thì đây là radio của nó này. Đấy, đây là radio đang nháy này. Đấy, đấy, tôi sẽ xoay về radio này. Đấy, đây là radio đang... Anh Bầu, anh xem thế nào chứ? Để vòi hỏng, nước chảy gì rót ra sàn thế kia. Tôi đã chọn mãi mà không biết nên lắp van vòi thương hiệu nào anh ạ. Không lẽ chuyện này tôi cũng phải ra tay? Không, may quá. Tôi tìm được nhãn hàng van vòi Minh Hòa rồi. Đây là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Anh hỏi kỹ chưa? Chất lượng dùng ổn chứ? Van vòi Minh Hòa được sản xuất theo tiêu chuẩn. Tiếp theo tôi sẽ test cho bạn phần thứ hai là phần cassette này. Phần cassette này. Đây là tôi đã về chữ tạp. À, bây giờ tôi mở băng bên này. Bộ giá
bản nó mới cho nên kể cả từ tiếng bằng cassette các bạn nghe cũng nó hay. Khán thính giả khắp nơi và cũng để ghi lại những kỷ niệm êm đềm trong cuộc đời ca hát của Thiên Trang. Trang xin gửi đến quý vị 12 tình khúc mà quý vị đã yêu cầu cũng như Trang đã yêu thích. Băng nhạc tiếng hát Thiên Trang với chủ đề Ngày em 20 tuổi sẽ là một món quà nho nhỏ với tất cả niềm thương mến của Thiên Trang gửi đến cho quý vị. Thế là tôi đã test xong cả hai cửa băng này. Đây là hai chiếc băng vừa nãy tôi đã mở này. Bên này là băng nhạc và bên này băng Thiên Trang cũ của tôi. Thế còn cái phần chính của nó thì là thức đĩa rồi. Đĩa thì không cần phải test thì theo tôi nghĩ nó cũng không cần phải test thì nó cũng phải chạy. Thế bây giờ cái loại da này thì nó chạy cái đĩa LD đây này các bạn này. Cái đĩa to này. Đấy, đĩa hai mặt đây này. Đấy, đĩa LD hai mặt này. Đấy, thì các bạn chỉ cho này, nếu bạn nào có đĩa LD thì cũng lên mua để cho vào, gọi là cũng để thử thôi, chứ còn giờ cái đĩa này cũng chả ai xem bởi vì nó là hoàn toàn là đĩa của Trung Quốc. Thế nhưng tôi cũng cho vào các bạn biết về cái hình ảnh của cái đĩa nó như thế. Dàn thì chủ yếu là người ta mua để người ta nghe âm thanh thôi, không ai người ta xem cái đĩa này. Thế cho nên là các bạn có mua thì cũng chỉ là để tham khảo thêm để biết bộ dàn nó chạy được đĩa gì thế thôi. Thế bây giờ tôi lại cho nó ra. Giờ tôi thử đĩa CD. Đĩa này nó ra vào rất lâu. Đấy. Thế bây giờ tôi bỏ ra này. Thử đĩa CD cho các bạn này. Đây là cái đĩa này của nó đã đây. Thế bây giờ là tôi sẽ không test tích trầm, tôi tắt trầm đi này. Đấy. Tôi tắt trầm đi nhá. Không lại nhiều bạn lại tưởng là tôi mở trầm. Bây giờ tôi sẽ mở cái tôi chỉ việc vặn về CD là chạy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ test đĩa CD. Bắt đầu bấm chạy.
Và như vậy là tôi đã test xong một cái bản nhạc nó nằm ở trong cái hệ thống đĩa của Hưng Lan suốt từ ngày xưa. Và tôi cũng test xong cho bạn âm thanh và chất lượng của bộ dàn Canvas. Thực chất vừa rồi là tôi không mở tinh trầm. Bây giờ tôi chỉ bật quả trầm lên cho đẹp thôi. Đây, đấy. Tôi bật điện lên cho nó đẹp thôi nhé. Các bạn chú ý này. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình cho tinh trầm vào này. Tôi cho hơi đệm một tí tinh trầm vào xem nó có khác hay không này. Mỗi tay tôi chỉ cho thêm một tí này. Toàn quốc Việt Nam ta bài sông núi hơn căng từ khi quốc kêu yêu ta thương người ở tận. Nếu cho hai quả trầm vào nghe tiếng trống tiếng bát ghê lắm, rất sợ. Ông đầu tôi ngồi gần quay ông đầu. Mà đây là tôi mở với âm lượng rất là bé. Tôi đem thêm hai quả trầm của Canvas vào. Cho nên theo tôi khuyên là các bạn cũng có thể là mua thêm trầm cho nó đẹp thôi. Chứ còn nghe thế này thì ghê lắm. Đầu óc, ong lên. Như vậy là tôi cũng đã lắp thử hai cái trầm vào và tôi quay về cái chất lượng âm thanh của nó thì các bạn nghe nó cũng khác. Mà tôi nghe thấy tiếng trầm này vào nghe nó quá là ghê. Thế bây giờ tôi sẽ đi ra đằng sau, tôi quay lại toàn bộ hệ thống dây dắt tôi đã đấu ở đằng sau. Nếu như khi bạn nào ở xa mà có nhu cầu mua thì các bạn sẽ xem lại cái clip này để các bạn cách đấu dây đằng sau. Đây là toàn bộ hệ thống dây dắt ở đằng sau tôi đã đấu cho các bạn rất cẩn thận. Thứ nhất là đường từ đầu đĩa CD xuống này. Đây là từ đầu đĩa này. Thì tôi đi vào cái chữ, nó có chữ CD đây. CD là đây này. Đấy, các bạn để ý nhé. Đấy. Đây là từ đầu đĩa xuống này. CD là đây. Thế và hai cái rắc EQI đây. Đây là một đường vào. Các bạn chú ý này. Một đường vào và một đường ra này. Thì tôi sẽ đấu vào EQI. Đây, đường vào, đường ra này. Đó. Đường vào, đường ra này. Đây là hai rắc EQI nhé. Thế vào đây. Radio. Đây là thước radio. Thì tôi cũng đấu xuống chữ Tuner này. Đấy. Và đây là cassette này. Cassette thì tôi đấu lên chữ đây. Tôi dần theo cái dây này. Đây. Thì nó lên cái chữ tape đây. Đây. Đấy, tape, chữ tape. Đây, in play, in play. Thế còn lại những cái rắc này nha các bạn chú ý này. Đấy, đây là các đường tiếp âm để các bạn sử dụng cho từ điện thoại này và mạng là các bạn vào đây. Đây thì nó có chữ rất cẩn thận đây rồi. Aux in này. LCD trên CD là in này. Con này nó rất nhiều đường kết nối từ ở ngoài vào cho nên điện thoại hoặc mạng các bạn thoải mái kết nối, máy tính laptop các bạn cắm vào đây. Thế và nếu như các bạn có trầm thì đây tôi đã đấu sẵn một rắc chữ T này. Đây, đây là chiếc rắc chữ T để đấu hai quả trầm này. Bây giờ tôi rút ra này. Đấy. Đây là chiếc rắc chữ T. Tôi đấu hai quả trầm hai bên này. Đây là chiếc rắc chữ T nhé, các bạn nên nhớ này. Đấy. Đấy, đây là tôi vỗ tiếng trầm được kêu này. Đấy. Thì các bạn cắm vào đường có chữ súp này. Đây. Hơi tối nhưng các bạn cũng chú ý quan sát này. Đấy, tôi cắm vào đây này, đường có chữ súp. Đấy, thế là xong. Đây và đây nó ra loa trầm này. Và đây ra loa trầm này. Thế còn đường center đây thì tôi quay cho các bạn đây, từ dưới này, đây là dây center này. Thì nó vào cọc xanh trắng ở trên này, đây. Đấy, nó vào cọc xanh trắng center này. Bên này cũng vậy. Bên này từ center xuống này.
Như vậy toàn bộ hệ thống kết nối này là tôi sẽ quay và tôi giữ nguyên cho các bạn một lúc để lúc khi các bạn ở xa vận chuyển dàn đi, nếu có sai sót gì các bạn sẽ đấu theo đúng đường như thế này, là bộ dàn rất an toàn. Vì bộ dàn này nó cũng tương đối nhiều chức năng cho nên khi đấu nó hơi là phức tạp, nên các bạn chú ý. Đấy. Và như vậy là tôi đã test rất chi tiết cụ thể cho các bạn xem một bộ dàn lối đình đám, đó là bộ Kenworth A97 có cả trầm hay còn gọi là hai loa súp đi kèm. Đấy. Như vậy sẽ đáp ứng được cho tất cả các bạn mong mỏi ở cái clip lần trước, cái clip ngày mùng 4 tháng 6, bởi vì bộ dàn nó nhiều bạn điện đến đây là test cụ thể, thế nhưng mà vì điều kiện bán mất rồi cho nên không test được. Cái này về dàn mới thì tôi test bộ này chi tiết cho các bạn, nếu bạn nào có nhu cầu thì đặt vấn đề để ta trao đổi. Và ngày mai tôi sẽ hứa với các bạn là sẽ bóc toàn bộ những cái số dàn này ra này, và cũng sẽ test lên cho các bạn những cái bộ có trầm này, có loa lóc này, và 5 bộ Kenworth A85 này. Là ngày mai tôi hứa các bạn là ngày mai tôi nếu không bận thì tôi sẽ bóc ra và tôi test rất chi tiết cho các bạn về từng bộ một. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng tôi.